Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Yaris Cross nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 29 tháng 12 của năm 2023 rồi, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán cũng như các chương trình khuyến mại của dòng xe Yaris Cross này. Thì Yaris Cross là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nên là cũng không có ảnh hưởng gì về cái vấn đề thuế trước bạ của nhà nước, đúng không ạ? Nhưng ở thời điểm này thì đại lý bên em cũng đang có một cái mức ưu đãi cực kỳ tốt cho anh em nào mà đang quan tâm muốn mua xe ở thời điểm này. Thì Yaris Cross thì sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản máy xăng và phiên bản máy xăng máy điện anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em sẽ chia sẻ với anh em ạ. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Yaris Cross máy xăng. Bản này thì đang có mức giá là 730 triệu. Hiện tại thì cái mức ưu đãi của đại lý bên em đang hỗ trợ giảm 85 triệu tiền mặt cũng như tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 748 triệu. Trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 733 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 715 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì Yaris Cross bản máy xăng này thì anh em cũng sẽ phải ký chờ nhá. Đâu đó vào khoảng 7 đến 15 ngày là có xe thôi. Anh em nào cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ cũng như là để gửi tới anh em cái bảng tính nhân bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 2. Đó là cái bản Yaris Cross HEV. Bản này thì đang có mức giá là 838 triệu. Cái chính sách ở thời điểm này thì bên em vẫn hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ cho anh em. Về cơ bản thì cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều cái chương trình giảm thuế trước bạ của nhà nước, đúng không ạ? Đại lý cũng như ở hãng thì vẫn giảm tương đương với 100% lệ phí trước bạ, nên anh em cũng không cần phải quá vội. Nhưng mà mỗi thời điểm có một cái chính sách nó khác nhau, nên là anh em thời điểm này nó đang là giảm 95 triệu tiền mặt thì anh em cứ cân đối và chốt cọc sớm đi, biết đâu cận Tết nhiều người mua thì cái ưu đãi bị co lại, đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 858 triệu, trả góp thì đang là 234 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 841 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 823 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Đó, đây là cái phiên bản HEV xăng máy điện. Thì anh em cảm thấy phù hợp với cái bản này thì gọi điện cho em nhá. Thì để em hỗ trợ cũng như là gửi anh em cái chính sách giá bán tốt hơn anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký để theo dõi những giá bán em thường xuyên cập nhật anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. And when the world is burning